nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một số cái tin tức thế giới được tổng hợp như sau. Thứ nhất là cập nhật tình hình COVID-19 toàn cầu tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2020. Bản tin thứ hai, ổ dịch mới tại Trung Quốc tiếp tục lan rộng. Bản tin thứ ba, tuyên bố kỳ lạ của Kim Jong-un khi nói sẽ không còn chiến tranh nữa nhờ vũ khí hạt nhân. Bản tin thứ tư, Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc về tình hình biên giới. Bản tin thứ năm, Pháp đưa ra nhiều quy định mạnh tay chống COVID-19. Bản tin thứ sáu, mèo là vật nuôi đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Anh. Sau đây là chi tiết của toàn thể các bản tin. Bản tin thứ nhất, cập nhật tình hình COVID-19 toàn cầu đến ngày 29 tháng 7 năm 2020. Tính đến sáng ngày 29 tháng 7, trên thế giới đã ghi nhận 16.8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 661 người đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với gần 4.5 triệu ca nhiễm và hơn 152.000 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận trên 51.000 người nhiễm COVID-19 mới, trong khi đó hơn 2.1 triệu bệnh nhân tại Mỹ đã bình phục và xuất viện. Tại tâm dịch lớn thứ hai thế giới là Brazil, tổng số ca mắc COVID-19 đã tăng lên hơn 2.4 triệu trường hợp. 88.400 người đã tử vong vì căn bệnh này. Trong ngày qua, hơn 37.400 người đã bị nhiễm bệnh tại Brazil. Ấn Độ đứng sau Mỹ về số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua với hơn 49.600 trường hợp, đưa tổng số ca bệnh tại quốc gia này lên trên 1.5 triệu bệnh nhân. Đến thời điểm này đã có hơn 34.200 người tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này. Tại nước Đức, chỉ trong 7 ngày qua, Đức ghi nhận thêm trung bình 500 ca nhiễm mới trên ngày, tăng so với 350 ca trên ngày vào đầu tháng 6. Cho đến nay, Đức đã xác nhận 208.000 bệnh nhân COVID-19, trong đó có trên 9.200 trường hợp tử vong. Ngày 28 tháng 7, Bộ Ngoại giao Đức cập nhật khuyến cáo về du lịch, trong đó đề nghị công dân nước này không đi du lịch tới ba vùng miền Bắc Tây Ban Nha vốn đang chật vật đối phó với dịch bệnh bùng phát trở lại. Tại châu Á, Trung Quốc đại lục ghi nhận số ca nhiễm tăng cao. Tính đến thời điểm hiện đại, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 84.000 ca nhiễm và hơn 4.600 trường hợp tử vong. Kính thưa quý vị, bản tin đặc biệt từ Hàn Quốc thì cho biết rằng trong bối cảnh các ca nhập cảnh của Hàn Quốc tăng đột biến, chính phủ nước này đã quyết định thúc đẩy sửa đổi luật, theo đó yêu cầu các bệnh nhân COVID-19 là người nước ngoài tự trang trải chi phí điều trị. Ngày 28 tháng 7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 28 ca mới, trong đó có 23 trường hợp nhập cảnh, nâng tổng số ca tại nước này lên tới 14.200 người. Hiện số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại đây tăng thêm 1 ca lên 300 trường hợp. Bản tin đặc biệt thứ hai, ổ dịch mới tại Trung Quốc tiếp tục lan rộng. NHSC Trung Quốc hôm 29 tháng 7, 2020 cho biết quốc gia này ghi nhận thêm 101 ca nhiễm COVID vào ngày 18 tháng 7, tăng lên từ 68 ca của một ngày trước đó. 89 ca được ghi nhận ở phía Tây Tân Cương và 1 ca ở Bắc Kinh. Trong khi đó, số ca nhiễm không triệu chứng là 27 ca, giảm 7 ca so với ngày trước đó. Tính đến ngày 28 tháng 7, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 84.060 ca nhiễm và 4.634 ca tử vong. Trung Quốc cùng ngày cho biết một ổ dịch mới tại thành phố Đại Liên đã lây sang 5 tỉnh khác, buộc giới chức ban bố các biện pháp phong tỏa mới. Trong khi đó, đặc khu trưởng Hồng Kông là Carrie Lam đã cảnh báo vùng lãnh thổ này đang đối mặt với nguy cơ COVID-19 bùng phát diện rộng, đồng thời kêu người dân hạn chế ra đường nhiều nhất có thể. Chúng ta đang đối mặt với một làn sóng lây nhiễm cộng đồng diện rộng có thể khiến hệ thống y tế sụp đổ và nhiều người thiệt mạng, đặc biệt là những người lớn tuổi, bà Lam đã cảnh báo vào đêm 28 tháng 7 theo giờ địa phương.
Hồng Kông ghi nhận 106 ca nhiễm mới vào ngày 28 tháng 7, trong đó có 98 ca nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.880 ca, trong đó có 23 ca tử vong. Các biện pháp chống dịch mới để ngăn chặn lây lan virus như lệnh cấm tụ tập quá 2 người nơi công cộng, ngừng các dịch vụ ăn uống ở nhà hàng, đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, kể cả những nơi trong nhà, chính thức có hiệu lực từ ngày 29 tháng 7. Bên cạnh đó, chính quyền Hồng Kông còn thắt chặt quy trình cách ly và xét nghiệm COVID-19 với các thủy thủ đoàn và phi hành đoàn. Đây là những biện pháp phòng COVID-19 quyết liệt nhất mà Hồng Kông từng ban bố, dự kiến kéo dài ít nhất 7 ngày. Bản tin thứ ba là tuyên bố kỳ lạ của Kim Jong-un khi nói rằng sẽ không còn chiến tranh nữa nhờ vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa nói rằng chiến tranh sẽ không xảy ra nữa vì vũ khí hạt nhân nước này đảm bảo sự an toàn và tương lai bất chấp những áp lực và mối đe dọa quân sự từ bên ngoài. Báo chí Triều Tiên hôm nay đưa tin, ông Kim đã phát biểu lời phát biểu này nhân lễ kỷ niệm 67 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 vào ngày 27 tháng 7. Hãng thông tấn KCNA cho biết, Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân để giành được sức mạnh tuyệt đối nhằm ngăn chặn cuộc xung đột vũ trang khác. Ông Kim nhấn mạnh bản chất tự vệ của chiến hạt nhân nước này đang theo đuổi. Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh đàm phán về cái Mỹ Triều bị dỡ bỏ do chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên để đổi lấy việc Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt vẫn bị bê tắc. Bản tin đặc biệt thứ tư, Ấn Độ tuyên bố bác tuyên bố của Trung Quốc về tình hình biên giới. Ngày 28 tháng 7, Ấn Độ cho rằng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hai nước này đã hoàn tất việc rút binh tại hầu hết các địa điểm khu vực biên giới là không chính xác. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ năm ở cấp tư lệnh quân đoàn để giải quyết căng thẳng biên giới. Trước đó, trong cuộc họp báo cùng ngày tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Uông Văn Bân tuyên bố Trung Quốc và Ấn Độ đã hoàn thành việc rút binh khỏi hầu hết các khu vực biên giới. Người phát ngôn Bộ Trung Quốc cũng khẳng định gần đây hai nước tiếp tục liên lạc chặt chẽ qua các kênh ngoại giao và quốc phòng. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ sau đó phát đi thông tin rằng hai nước mới đồng ý việc rút quân sớm và hoàn toàn tại phía đông Ladakh và có thể sớm tổ chức các cuộc đàm phán quân sự để bàn về các bước tiếp theo nhằm đảm bảo hoàn thành việc rút quân, giảm leo thang, khôi phục hòa bình, yên tĩnh tại khu vực biên giới. Các nguồn tin tình báo của Ấn Độ cho biết mặc dù phía Trung Quốc đã rút quân khỏi nhiều địa điểm, nhưng các triển khai là chưa chắc chắn. Trung Quốc hiện vẫn duy trì quân số lớn cùng các khí tài thiết bị quân sự dọc biên giới với Ấn Độ. Bản tin thứ năm, Pháp đưa ra nhiều quy định mạnh tay chống COVID-19. Để ứng phó, chính phủ Pháp đã ban hành những quy định mới nhằm ngăn chặn làn sóng dịch được tiên liệu có thể trở lại Pháp vào mùa thu. Thủ đô Paris của Pháp đã sử dụng máy đo nhiệt độ cho những chuyến tàu đi Milan, Ý. Khách du lịch có thể tự nguyện đo thân nhiệt trước khi lên tàu để đảm bảo không có nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan cho hành khách khác. Lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang tại những nơi công cộng khép kín như tàu, xe, cửa hàng sẽ được áp dụng bắt đầu từ 1 tháng 8. Chính phủ Pháp cho phép các địa phương tự điều chỉnh quy định như có thể đeo khẩu trang cả trên đường phố, tùy theo tình trạng khẩn cấp từng nơi, khách du lịch cũng không ngoại lệ. Quy định về xét nghiệm miễn phí cho toàn dân đã được công bố và triển khai từ 27 tháng 7. Bất cứ ai, kể cả người không có triệu chứng nhiễm bệnh, đều có thể được xét nghiệm, không cần chỉ định của bác sĩ và được chi trả bởi bảo hiểm y tế. Bản tin đặc biệt thứ 6, mèo vật nuôi đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Anh. Theo thông cáo báo chí của chính phủ Anh, việc mèo bị lây nhiễm COVID-19 đã được xác nhận sau khi có kết quả xét nghiệm tại phòng thí nghiệm của cơ quan thú y và thực vật ở Anh ngày 22 tháng 7. Chính phủ Anh cho biết mèo là trường hợp động vật đầu tiên được xác nhận nhiễm COVID-19 ở Anh và không có bằng chứng mèo đã truyền virus cho chủ nhân của nó. Theo thông cáo báo chí, tất cả các bằng chứng cho thấy con mèo đã nhiễm COVID-19 từ những người chủ của nó. Những người trước đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mèo là loài có khả năng nhiễm virus COVID-19 rất cao và có thể lây bệnh cho con mèo khác. Một số trường hợp mèo và chó có kết quả dương tính với COVID-19 đã được ghi nhận ở New York, Hồng Kông, Hà Lan. Virus gây COVID-19 được tìm thấy ở 3 trong số 11 con mèo sống tại một trang trại nuôi chồn ở Thái Lan. Kính thưa quý vị, bản tin cuối cùng về việc mèo, vật nuôi đầu tiên được phát hiện ra đã nhiễm COVID-19 tại Anh, đã kết thúc chương trình Tin Thế Giới của tôi ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy các video của chúng tôi là hữu ích, xin mời quý vị đăng ký, like, share để ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.